Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chào ngày mới của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác trên cả nước đang trong những ngày giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19. Vì vậy, mỗi chúng ta cần phải tuân thủ tuyệt đối khuyến nghị của cơ quan chức năng để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết của chương trình sáng nay. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản hỏa tốc số 5258 gửi Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc tăng cường nhân lực y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đòi hỏi phải tăng cường kịp thời nhân lực chống dịch, đặc biệt là các bác sĩ, điều dưỡng viên điều trị hồi sức cấp cứu cho các địa phương có số ca nhiễm rất cao như Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế chủ động, khẩn trương hơn nữa trong việc chỉ đạo tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực điều trị hồi sức cấp cứu trên phạm vi cả nước. Căn cứ yêu cầu và khả năng đáp ứng chung trên bình diện toàn quốc, triển khai ngay phương án điều động chi viện kịp thời cho các địa phương đang có nhiều ca lây nhiễm bệnh nặng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan y tế địa phương nâng cao năng lực tham gia lực lượng chi viện theo sự điều động của Bộ trưởng Bộ Y tế. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi các cơ quan đơn vị của Trung ương đóng trên địa bàn, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, đơn vị Trung ương trên địa bàn phối hợp thực hiện theo chỉ thị 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Để tận dụng thời gian khi thành phố giãn cách nhằm kiểm soát, khống chế, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Trung ương trên địa bàn phối hợp thực hiện một số nội dung sau. Các cơ quan, đơn vị bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tuyến tại nhà, chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chỉ đạo việc cấp giấy đi đường theo mẫu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cho các trường hợp nêu trên và chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gây lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Công an thành phố cùng các sở ngành liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng hướng dẫn, kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện lưu thông trên đường, đảm bảo đúng đối tượng, đúng nhiệm vụ trong trường hợp thực sự cần thiết, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, trong những ngày gần đây thì tối ngày 1 tháng 8, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành công điện số 17 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Công điện yêu cầu các đơn vị chủ động đánh giá tại các khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn, đặc biệt tại các bệnh viện, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, chợ dân sinh, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán hàng thiết yếu, khu đông dân cư hay là các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa, phê duyệt phương án phòng chống dịch đối với các trụ sở cơ quan, đơn vị đang hoạt động trên địa bàn. Chủ động quyết định việc thực hiện các biện pháp cao hơn trong thời gian giãn cách xã hội như là phong tỏa một khu vực, khu dân cư, tổ dân phố, cấp phường, xã, thị trấn để kịp thời ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Sàng lọc các đối tượng có triệu chứng như là ho, sốt, tăng cường, tăng tốc xét nghiệm sàng lọc diện rộng đối với các khu vực có nguy cơ, người về từ vùng dịch. Cần tăng cường kiểm tra kiểm soát tại chỗ và lưu động, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm quy định trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công điện cũng yêu cầu các địa phương tuyệt đối không để người dân di chuyển ra khỏi địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội, trừ những người được chính quyền cho phép. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình. Thưa quý vị, sau khi Hà Nội áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 17, thì ở nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội đã triển khai thêm nhiều các điểm chốt chặn để hạn chế người cũng như là phương tiện qua lại. Ban đầu thì những chốt chặn như thế này ít nhiều sẽ gây đảo lộn về thói quen di chuyển đi lại của người dân. Thế nhưng chỉ không lâu sau đó thì chính những người dân lại cảm thấy an tâm hơn khi mà được sống trong một cộng đồng dân cư an toàn. Những cột bê tông chắn ngang đường, những đống gạch hay những chiếc xe ô tô cỡ lớn, thậm chí là cả container cũng được trưng dụng để làm chốt cứng ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh. Ban đầu nhiều người còn bỡ ngỡ,
Thế nhưng khi hiểu ra được tác dụng của nó thì những chốt chặn cứng lại đang nhận được sự ủng hộ từ phía người dân. Đây là vay về là để cho tốt cho chúng mình thôi. Là không dịch bệnh, ngăn ngừa dịch bệnh. Thế này không phải ngăn không đến chợ. Thì người ta vẫn có lối đi vào và kêu gọi chỉ kiểm tra y tế đơn giản thôi. Là từ làng họ đằng kia là vì là chỉ thị là thôn cách thôn làng cái làng đó. Thì họ vào này phải kiểm khai báo y tế là vẫn đi vào được bình thường. Phường Long Biên có nhiều đường, ngõ ra vào, trong khi lực lượng cán bộ của địa phương lại mỏng và cơ sở vật chất để làm barrier cũng hạn chế. Vì vậy, bất đắc dĩ, những chốt cứng này mới được dựng lên như là phương án tạm thời trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Phường thì ở phường này thì rất nhiều lối đi ấy. Mọi người, nhiều người người ta sẽ biết, người ta sẽ có những cái lối đi khác nhau cho mình. Còn không phải là chỉ có một lối đi như thế này ạ. Một số mà người dân mà khi anh em tôi hỏi cho ý kiến thì sau lúc đầu thì là cho rằng ngăn sông chợ. Sau khi thấy rằng cái hiệu quả cũng như là cái việc phòng chống dịch trong cả nước hiện nay nó cần cấp bách thì những người dân đấy người ta rất là ủng hộ. Bên cạnh đó là quận đã phát và phường phát cho mỗi hộ gia đình một cái phiếu để ra vào và cái phiếu lưu hành và phiếu đi chợ, đảm bảo cái việc giãn cách đúng theo quy định. Để đề phòng cho tình huống khẩn cấp, lực lượng ứng trực có mặt 24/24 tại trụ sở phường. Khi có sự cố xảy ra, các chốt cứng sẽ tạm thời được dỡ bỏ để các xe ưu tiên đi vào. Song song với đó, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra từng người ra vào phường tại các chốt kiểm soát mềm trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách. Ngày 1 tháng 8, UBND thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết địa phương đang gấp rút triển khai việc đón công dân Đà Lạt từ vùng dịch COVID-19 như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai về địa phương. Đợt đầu tiên vào ngày 6 tháng 8 với khoảng 200 công dân. Tỉnh Lâm Đồng sẽ đón những công dân có hộ khẩu thường trú hoặc khai sinh tại Đà Lạt đang học tập làm ăn sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, trong đó ưu tiên người già yếu, khuyết tật, phụ nữ mang thai, trẻ em, người ốm đau và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về địa phương và phải thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định. Hiện thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã kích hoạt 6 cơ sở cách ly không thu phí lưu trú, 2 cơ sở cách ly có thu phí lưu trú và các cơ sở lưu trú nhằm đảm bảo các điều kiện thành lập khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Việc kích hoạt các khu cách ly y tế tập trung này do Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Đà Lạt điều phối theo nguyên tắc tiếp nhận đủ số lượng của khu cách ly này sẽ kích hoạt khu cách ly khác. Những ngày qua, cùng với lực lượng y tế, công an, các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã tình nguyện lên đường vào tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ mang vác hành lý, hướng dẫn lên xe và sẵn sàng chăm sóc khi người dân trên đường về quê. Trong mỗi chuyến đi ấy, niềm vui trở về quê an toàn của mỗi người dân có lẽ là nguồn động lực để các bạn đoàn viên thanh niên vượt qua nỗi lo dịch bệnh, hoàn thành trọng trách mà địa phương giao phó. Trong đợt đầu tiên đón 83 công dân huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam về quê, anh Dương Quang Dũng, bí thư đoàn xã Bình Trị là một trong hai đoàn viên thanh niên tiên phong đăng ký để cùng đoàn công tác vào thành phố Hồ Chí Minh. Gặp đồng hương trên đất khách, không phải cảnh tay bắt mặt mừng mà anh Dũng cùng cán bộ y tế phân luồng theo danh sách, ra soát các phiếu xét nghiệm theo đúng quy định, phát đồ bảo hộ để từng người lên xe. Chứng kiến những cái cảnh mà phụ nữ mang thai, này, trẻ em nhỏ chỉ mấy tháng tuổi rồi có đứa thì 7-8 tuổi thì mình thấy nó tội thì mình cũng nhiệt tình xông pha hết mực thôi. Làm được gì mình cứ làm giúp cho bà con quê hương mình mà đang trong cái cảnh ngặt nghèo khó khăn mà lại giữa tâm dịch của thành phố Hồ Chí Minh đó. Thì bà con chúng ta về đây được đó, thì đó là một niềm vinh hạnh. Tính đến nay, tỉnh Quảng Nam đã đón được gần 800 người dân về quê. Trong suốt hành trình đưa đồng bào hồi hương, luôn luôn có sự sát cánh của lực lượng thanh niên tình nguyện. Họ không chỉ là những cán bộ đoàn các cấp, mà còn là đoàn viên y tế, công an, quân sự, hình ảnh áo xanh tình nguyện hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn đã làm ấm lòng, tiếp thêm sức mạnh cho người dân khỏi lo lắng trước dịch bệnh nguy hiểm. Thì mình có khó khăn gì thì họ sẽ gọi điện cho mình với bác sĩ. Có số điện thoại thì mình có gì mình ra hỗ trợ. Còn thì trẻ em thì mình, người già thì mình có thể mình dìu lên mình hỗ trợ họ đó. Có thể nói rằng là áp lực 40 giờ ngồi trên xe thì các bạn đó thì cũng rất là áp lực. Tuy nhiên là các bạn đã kiểm soát cũng rất là tốt, tham gia vừa là kiểm soát, vừa bố trí ghế ngồi, vừa hướng dẫn bà con và hỗ trợ ăn uống cho bà con trong suốt cái hành trình. Bên cạnh tiếp tục tình nguyện đi vào tâm dịch để đón người dân về, phục vụ công tác chống dịch COVID-19,
Các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh Quảng Nam cũng đang vận động các nguồn lương thực thực phẩm, đồng thời nấu những bữa ăn nghĩa tình để hỗ trợ cho các khu cách ly tập trung và lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Nhằm giảm thiểu tình trạng đánh bắt hải sản bất hợp pháp, đánh bắt không khai báo và không theo quy định, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành chính sách hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình và phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình cho chủ các tàu cá trên địa bàn. Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các tàu cá được hỗ trợ phải dài từ 15 mét trở lên, có các loại giấy tờ còn hiệu lực theo quy định. Thiết bị giám sát hành trình phải mới 100% tại thời điểm lắp đặt, có chức năng đáp ứng các quy định của chính phủ, đã kích hoạt, kết nối, đồng bộ với phần mềm hệ thống giám sát tại Trung tâm Dữ liệu Giám sát Tàu Cá của Tổng cục Thủy Hải sản trước ngày 30 tháng 8. Mức hỗ trợ mua thiết bị là 10 triệu đồng một tàu, mức hỗ trợ phí thuê bao dịch vụ theo hóa đơn thực tế nhưng không quá 300.000 đồng một tháng cho mỗi tàu cá. Thời gian hỗ trợ từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Trên địa bàn hai huyện là Đắk Rông và Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị được nhà nước đầu tư rất nhiều công trình nước sạch, nhưng với nhiều lý do khác nhau, các công trình đã đều bị hư hỏng. Đặc biệt là mỗi suất đầu tư công trình cho hệ thống nước sạch ở các huyện miền núi thì cũng phải từ vài tỷ cho đến hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, công trình đưa vào sử dụng chỉ được 2 đến 3 năm, mỗi lần mưa bão là các công trình lại hư hỏng và người dân thì không hề có nước để dùng. Đây là một thực trạng mà tỉnh Quảng Trị đang phải tìm phương án tối ưu nhất để cấp nước sinh hoạt cho người dân ở vùng cao. Sau đợt mưa bão năm 2020, trên địa bàn xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị có 3 công trình nước sạch hư hỏng nặng. Hiện tại, người dân xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa đang phải sử dụng nguồn nước ở khe suối. Kiến nghị lên cấp trên để cùng kịp thời cơ bộ thì kinh phí để giúp cho bà con sớm được có cái nước sinh hoạt ổn định trong cuộc sống. Ngoài những công trình nước sạch ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa thì trên địa bàn huyện miền núi tỉnh Quảng Trị được nhà nước đầu tư hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian sử dụng cùng với bị mưa lũ, các công trình đều hư hỏng. Hiện tại giờ là hư ông trời nữa, đầu nguồn luôn. Giờ bà con rất khó khăn, nước uống là không có. Huyện miền núi Hướng Hóa và Đa Krông có hơn 120 công trình cấp nước sinh hoạt, trong đó có gần 90 công trình bị hư hỏng. Hàng chục nghìn hộ dân nhiều năm qua vẫn không có nước sạch để dùng. Cái việc mà hiện nay đầu tư các cái công trình nhỏ lẻ thì có một số là nó chưa phù hợp lâu dài, thì đề nghị có cái đầu tư để làm các cái nhà máy nước tập trung. Chúng tôi cũng đã lập kế hoạch giao cho ban dân tộc chủ trì và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xây dựng một cái hệ thống mạng lưới cấp nước sinh hoạt lâu dài, bền vững cho người dân, phấn đấu đến năm 2025 thì tất cả các cái xã miền núi, vùng sâu vùng xa phải có nước sinh hoạt đảm bảo sức khỏe cho người dân. Khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị có địa hình đồi núi, đèo dốc và nhiều sông suối, dân cư sống thưa thớt. Vấn đề xây dựng các công trình cấp nước không hề đơn giản. Tỉnh Quảng Trị cần tìm ra giải pháp mang tính bền vững nhất trong việc cung cấp nước sạch cho người dân, để người dân không còn phải chịu cảnh dùng nước khe suối triền miên trong nhiều năm. Dưới tác động của dịch COVID-19, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đều bị ảnh hưởng, đặc biệt là những người làm việc trực tiếp trong ngành du lịch. Người thì tạm thời nghỉ việc, còn người thì lại chuyển hướng sang công việc khác để duy trì thu nhập. Thế nhưng có một hướng dẫn viên trẻ đã thực hiện các tour du lịch trực tuyến để có thể giới thiệu hình ảnh Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đến với du khách quốc tế ngay giữa đại dịch. Với một chiếc điện thoại thông minh và một tay cầm chống rung nhỏ gọn, chàng hướng dẫn viên du lịch 28 tuổi Lê Hoàng có thể dẫn hàng chục du khách quốc tế tham quan Hà Nội, trải nghiệm âm thanh cuộc sống, thăm thú những con phố, những di tích lịch sử. Lê Hoàng còn lồng ghép vào đó câu chuyện lịch sử hình thành và phát triển, tái hiện những mốc ký ức hào hùng đầy tự hào của thủ đô ngàn năm văn hiến. Tour offline của mình thì mỗi lần đi khoảng tầm 4 đến 8 tiếng thì có thời gian nghỉ ở giữa. Rồi những cái lúc khách thăm thú thì lúc đấy mình cũng không phải nói nhiều. Nhưng mà ở trong tour online này thì hoàn toàn phải giao tiếp với khách và đưa thông tin liên tục trong vòng 45 phút đến 1 tiếng. Dịch bệnh xảy ra thì đấy như bây giờ chẳng hạn là mình đã bị hạn chế rất nhiều bởi cái nội dung tour. Có rất nhiều điểm không thể đến được. Những tour tham quan phố cổ, khám phá đồ ăn đường phố Hà Nội nhận được hàng ngàn lượt theo dõi của du khách từ khắp quốc gia, châu Âu hay Mỹ, Canada.
trong khi nhiều hướng dẫn viên du lịch phải chuyển hướng công việc đang lao đao vì dịch COVID-19. Lê Hoàng vẫn bám trụ và duy trì được công việc yêu thích này nhờ vào việc chuyển đổi nhanh nhạy từ hướng dẫn viên trực tiếp thành hướng dẫn viên trực tuyến. Sau khi có công việc hướng dẫn online này thì mình mới phát hiện ra thêm một nhóm khách nữa. Đó là nhóm khách cao tuổi, không có đủ khả năng để đi du lịch, hoặc là họ là người khuyết tật, họ không có khả năng đi du lịch. Thì đây là cách duy nhất để họ có thể đi thăm thú các đất nước khác, có thể trò chuyện với người bản địa, giao tiếp với cả một hướng dẫn viên bản địa để có thể học hỏi thêm về văn hóa các vùng miền. Thì mình cảm thấy rất là thú vị khi mà mình có thể tiếp cận đến nhóm khách đó. Hơn một năm gắn bó với hướng dẫn du lịch trực tuyến đem lại cho Lê Hoàng nhiều trải nghiệm và kỷ niệm đáng nhớ. Hiện tại, Lê Hoàng đang nghiên cứu tìm hiểu thêm để phát triển nhiều nội dung khác cho hình thức du lịch trải nghiệm trực tuyến này. Tiếp theo là phần tin thế giới. Hôm qua, Campuchia triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi ở thủ đô Phnom Penh và ba tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh bao gồm Kanda, Koh Phong và Prat Sihanouk. Chính phủ Campuchia cho biết khoảng 2 triệu trẻ em sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 và đang cân nhắc mở rộng đối tượng tiêm vaccine sang nhóm tuổi 10 đến 11. Ngoài ra, các nhà chức trách Campuchia cũng sẽ sớm triển khai tiêm mũi tăng cường cho những người trưởng thành đã tiêm đủ liều. Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhấn mạnh việc tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em là bước quan trọng để tạo ra miễn dịch cộng đồng. Cho đến nay, đã có hơn 7 trong số 10 triệu người Campuchia đủ điều kiện đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Từ nhiều tuần trở lại đây, số ca mắc COVID-19 mới nhập cảnh vào Campuchia luôn ở trên ngưỡng 300 ca. Chính phủ Campuchia đã phong tỏa toàn bộ 8 tỉnh giáp biên giới với Thái Lan và áp dụng lệnh giới nghiêm trên toàn quốc. Tất cả lao động Campuchia đang sinh sống và làm việc tại Thái Lan cũng được yêu cầu không trở về nước ít nhất đến ngày 13 tháng 8. Vaccine Sinovac có hiệu quả ngăn chặn biến thể Delta, vốn đang gây nên làn sóng lây nhiễm mới ở nhiều quốc gia. Đây là khẳng định của người đứng đầu Tập đoàn Công nghệ Sinh học Quốc gia Trung Quốc, một chi nhánh của Tập đoàn Y dược Trung Quốc Sinopharm. Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ Sinh học Quốc gia Trung Quốc, ông Dương Hiểu Minh đã giải thích rằng hiệu quả của các loại vaccine bao gồm nhiều tiêu chí khác nhau, trong đó có hiệu quả ngăn ngừa tử vong và tình trạng của bệnh. Về vaccine Sinovac của hãng Sinopharm, ông Dương Hiểu Minh cho biết kết quả của 3 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng đã cho thấy vaccine chứng minh rất hiệu quả và an toàn. Dữ liệu thực tế từ một nghiên cứu của Sinovac ở Chile đã chỉ ra vaccine Sinovac bảo vệ hiệu quả chống lại biến thể Gamma và nghiên cứu về hiệu quả của vaccine trên biến thể Delta cũng đạt kết quả tương tự. Hiện tập đoàn vaccine Sinovac và Chí Phi Longcom, một đơn vị của tập đoàn sản phẩm sinh học Chí Phi Trùng Khánh, đang phát triển các loại vaccine đặc biệt để chống lại biến thể Delta. Trong một tuyên bố chung, lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới World Bank đã đề nghị các hãng bào chế vaccine ngừa COVID-19 ưu tiên cung cấp cho các nước nghèo hơn để có nguồn lực đối phó với tình trạng thiếu vaccine nghiêm trọng và đáng báo động như hiện nay. Tuyên bố chung nhấn mạnh hiện là thời điểm các nước đang tiến xa trong công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của mình, chia sẻ nguồn vaccine cho các nước nghèo hơn, tái khẳng định tính cấp bách của việc cung cấp khả năng tiếp cận vaccine ngừa COVID-19, các xét nghiệm và các phương pháp điều trị cho mọi người dân trên khắp thế giới. Các tổ chức trên cũng kêu gọi các quốc gia đã triển khai thành công chương trình tiêm chủng vaccine trên diện rộng, chia sẻ nguồn vaccine của mình cho các nước thu nhập thấp hoặc là trung bình, cũng như là thông qua cơ chế phân phối vaccine COVAX và tổ chức tín thác châu Phi mua lại vaccine. Bộ Tài chính Thái Lan vừa cắt giảm mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2021 của nước này từ 2,3% xuống còn 1,3%. Đây là lần thứ 3 Thái Lan hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay do làn sóng COVID-19 thứ 3 khiến cho số ca nhiễm mới và tử vong hàng ngày tăng đột biến. Giới chức Thái Lan nhận định đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ 3 hiện nay ở nước này ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế và lượng khách du lịch nước ngoài dự kiến trong năm nay. Dù vậy, xuất khẩu được cải thiện và các biện pháp kích thích tài khoá sẽ giúp cho nền kinh tế Thái Lan không bị tăng trưởng âm trong năm nay sau khi sụt giảm 6,1% vào năm ngoái. Giới chức Thái Lan kỳ vọng
tăng trưởng xuất khẩu của nước này trong năm nay sẽ tăng lên 16,6% nhờ đà phục hồi của kinh tế và thương mại toàn cầu. Tình hình sẽ được cải thiện hơn trong năm 2022 khi khu vực kinh doanh dần trở lại bình thường với tăng trưởng dự kiến từ 4 đến 5%. Du lịch, một trong những ngành kinh tế chủ lực của xứ sở Chùa Vàng, cũng được dự báo thu hút khoảng 12 triệu lượt du khách nước ngoài vào năm tới. Tiếp theo sẽ là những tin tức thời sự đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra hôm nay. Thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thì từ khi thực hiện giãn cách xã hội đến nay, thành phố Hà Nội đã liên tục có những chỉ đạo nhằm siết chặt kỷ luật giãn cách xã hội, tận dụng tối đa thời gian vàng để đẩy lùi dịch bệnh. Chung quanh vấn đề này, báo Nhân dân số ra ngày hôm nay có bài viết bảo đảm thông suốt công việc trong thời gian giãn cách. Từ quy định 50% số công chức làm việc tại trụ sở, thành phố đã yêu cầu người lao động chỉ đến công sở trong trường hợp thực sự cần thiết. Với sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, sự sáng tạo trong triển khai ở nhiều địa phương và sự chung sức của các cơ quan trung ương trên địa bàn, đến nay hầu hết lĩnh vực đời sống xã hội tại thành phố Hà Nội vẫn cơ bản được vận hành ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng tốc độ tăng GDP ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm đạt 3,82%, chiếm trên 67% tổng mức tăng trưởng GDP của cả nước trong 6 tháng đầu năm nay. Đây là thông tin được đăng tải trên báo Lao động. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mục tiêu tăng trưởng của toàn ngành trong năm nay là 3%, kim ngạch xuất khẩu cả năm là khoảng 44 tỷ đô la Mỹ. Đây là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Do đó, ngành nông nghiệp phấn đấu dồn tổng lực trong 5 tháng còn lại để đẩy mạnh sản xuất cũng như kinh doanh. Trong thời điểm một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, đã xảy ra hiện tượng tăng giá một số mặt hàng chủ yếu do nguồn cung bị gián đoạn. Nhu cầu mua sắm tích trữ nhu yếu phẩm của người dân tăng cao, nên tại một số thời điểm chưa kịp đáp ứng đủ nhu cầu. Tuy nhiên, bài viết trên báo Thời Nay khẳng định đây chỉ là hiện tượng mang tính cục bộ tại một số địa phương. Hiện nay, các bộ ngành địa phương rất quyết liệt trong việc tổ chức triển khai các giải pháp về quản lý, điều hành giá thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao. Do nhu cầu từ thành phố Hồ Chí Minh giảm mạnh cùng với khó khăn do lưu thông, sản phẩm chăn nuôi tại nhiều địa phương đang dồn ứ đến mức báo động, trong khi thành phố lại đứng trước nguy cơ thiếu thịt. Bài viết được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ cho rằng cần phải có giải pháp mạnh để ngăn chặn nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng thực phẩm. Theo bài viết, tình hình tiêu thụ heo, gà đang cực kỳ khó khăn khi các nguồn tiêu thụ chính là thương lái và chợ đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh tạm ngừng hoạt động. Trong khi đó, theo ghi nhận, thì một số công ty thực phẩm lớn đã tăng công suất chế biến nhưng vẫn không thể thay thế được lượng hàng phân phối theo kênh các chợ truyền thống. Tại nhiều địa phương có ca mắc COVID-19 đã tiến hành phun hóa chất chloramin B để tiêu độc khử khuẩn trên toàn bộ địa bàn. Báo Giao thông nêu vấn đề, liệu là việc phun hóa chất khử khuẩn có tác dụng trong việc phòng COVID-19 hay không? Về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế phân tích, cần phải hiểu rằng virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tồn tại chủ yếu trong đường hô hấp của người bệnh. Virus được thoát ra khi mà ho, khạc, nói chuyện, hắt hơi, chứ không tồn tại trong không khí ngoài đường phố. Do vậy, việc phun diện rộng vừa không khoa học, lãng phí hóa chất, lại vừa gây ô nhiễm môi trường. Theo Bộ Y tế, tiêm vaccine COVID-19 sẽ giúp người dân phòng tránh được sự lây lan của virus SARS-CoV-2 cũng như là nguy cơ tử vong khi mà nhiễm bệnh. Tuy nhiên, trên thực tế thì đã có một số tình trạng là người lại từ chối tiêm. Vậy vấn đề này đang được pháp luật điều chỉnh như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong bài viết được đăng tải trên trang 3 báo Thanh Niên. Để đóng điện trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 nhằm hưởng giá ưu đãi, thì nhiều doanh nghiệp tại Tây Nguyên tìm mọi cách đẩy nhanh thi công các dự án điện mặt trời mái nhà, bất chấp sai phạm trong sử dụng đất đai, xây dựng và mô hình kinh tế trang trại. Phản ánh của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nói về việc các trang trại điện mặt trời mái nhà có nhiều sai phạm, nhưng vẫn được đấu nối lên lưới điện, một số chuyên gia cho rằng vẫn còn lỗ hổng trong công tác quản lý và trách nhiệm quản lý, kiểm tra thuộc về các sở ngành địa phương. Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và biến chủng Delta có tốc độ lây lan rất nhanh, trên mạng xã hội đã xuất hiện tràn lan các bài thuốc hướng dẫn về cách phòng và tự chữa trị bệnh này.
Bài viết trên báo Hà Nội Mới khuyến cáo, để tránh rước họa vào thân thì người dân cũng cần phải cảnh giác, tuyệt đối không tin theo các thần y trên mạng và các bài thuốc truyền miệng không có kiểm chứng, sẽ có nguy cơ bị ngộ độc. Người dân khi có triệu chứng ho, sốt thì cần liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc là gọi điện thoại đến đường dây nóng 0969 082 115 hoặc 0949 396 115 để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời. Quý vị khán giả vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ thì chương trình Chào Ngày Mới xin được tiếp tục với những thông tin đầy hấp dẫn khác cùng với biên tập viên Thanh Hương. Vâng, xin cảm ơn trường quay S2. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đã đề xuất bổ sung thêm những giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, giảm tiền điện cho người dân khu vực đang thực hiện giãn cách. 16 ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay cùng với nhiều thông tin kinh tế thị trường đáng chú ý sẽ được chuyển tới quý vị ngay sau đây. Gói hỗ trợ được đề xuất, nghiên cứu trước thực tế các doanh nghiệp, người dân đang gặp rất nhiều khó khăn do tác động từ làn sóng dịch thứ tư. Do vậy, gói hỗ trợ mới sẽ được xây dựng trên cơ sở rà soát, đánh giá kỹ các giải pháp hỗ trợ đã thực hiện. Trên cơ sở đó, điều chỉnh, bổ sung đối tượng thụ hưởng, nội dung chính sách, thời hạn thực hiện, sát thực tế, hiệu quả và kịp thời hơn trên cơ sở lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động của chính sách. Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt ở các địa phương đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 sẽ được giảm 15% tiền điện trên hóa đơn tiền điện sử dụng đến 200 kWh một tháng. Giảm 10% tiền điện trên hóa đơn tiền điện sử dụng trên 200 kWh một tháng. Áp dụng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 8 và tháng 9 năm 2021. Các cơ sở cách ly người bị nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 như doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly y tế tập trung, không thu chi phí hoặc có thu một số khoản chi phí của người phải cách ly, mua điện trực tiếp từ Tổng Công ty Điện lực, Công ty Điện lực thuộc EVN và các đơn vị bán lẻ điện khác cũng sẽ được giảm 100% tiền điện trong 7 tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 năm 2021 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2021. Các ngân hàng cân đối đưa ra mức giảm lãi vay phổ biến từ 0,5 đến 2% một năm, chủ yếu hỗ trợ những ngành nghề chịu thiệt hại và tác động nặng bởi dịch COVID-19. Đặc biệt, một số ngân hàng có biên lãi cao đã dành mức giảm tới 3% cho những khách hàng khó khăn. Mức giảm lãi sẽ được tự động tính toán trừ vào kỳ trả nợ tiếp theo của doanh nghiệp, áp dụng từ ngày 15 tháng 7 đến hết năm nay. Theo Hiệp hội Ngân hàng, tổng số tiền lãi được giảm là khoảng hơn 20.000 tỷ đồng. Lần hỗ trợ này sẽ có khoảng 130.000 lao động tự do được thụ hưởng với số tiền dự kiến hơn 200 tỷ đồng. Các nhóm đối tượng lao động tự do được hỗ trợ bao gồm nhân viên quán karaoke, bar, vũ trường, game, phục vụ quán ăn, uống đường phố, trà đá, cà phê vỉa hè, nhân viên nhà hàng, quán bia, người làm việc trong các cửa hàng ăn uống khu vực bị phong tỏa, cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ bị mất việc khi thành phố chỉ cho bán hàng ăn uống mang về, nhân viên cắt tóc, gội đầu, spa. Lao động làm việc trong nhóm ngành dịch vụ không thiết yếu phải tạm dừng theo công điện số 15. Ngoài ra, Hà Nội cũng bố trí thêm ngân sách hỗ trợ một số nhóm đối tượng như hộ nghèo, hộ bảo trợ xã hội, mỗi hộ 1,5 triệu đồng trên tổng cộng gần 3.200 hộ với kinh phí dự kiến trên 3 tỷ đồng. Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội, tính đến ngày 29 tháng 7, toàn hệ thống đã nhận được 171 hồ sơ đề nghị vay vốn từ người sử dụng lao động với số tiền trên 111 tỷ đồng để trả lương gần 31.000 lượt người lao động. Trong đó đã phê duyệt 125 hồ sơ với số tiền trên 99 tỷ đồng để trả lương cho gần 30.000 lượt người lao động, theo quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến giải ngân 56 tỷ đồng từ gói hỗ trợ này cho 19 tỉnh, thành phố ngay trong ngày cuối tháng 7. Xin được chuyển sang các tin tức về giao thông. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có phương án cấm toàn bộ xe qua lại hầm đường bộ Kim Liên Hà Nội để phục vụ cho việc sửa chữa. Dự kiến thời gian thi công là 30 ngày, từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 2 tháng 9. Để phục vụ công tác thi công, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ tiến hành cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông trên một chiều của hầm Kim Liên để phục vụ công tác thi công sửa chữa 24/24 giờ trong ngày. Chiều còn lại, các phương tiện lưu thông bình thường trong hầm.
thi công cuốn chiếu từng chiều hầm, hoàn thiện thi công xong mới chuyển sang thi công chiều hầm còn lại, đồng thời tổ chức phân luồng cho các phương tiện lưu thông trên các trục đường xã Đàn, Đào Duy Anh để lưu thông trong thời gian cấm một chiều để thi công trong hầm Kim Liên. Để công tác phòng chống dịch hiệu quả hơn, tỉnh Hải Dương vừa lắp 8 camera giám sát tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn toàn tỉnh. Các camera này đã giúp cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát tốt người và phương tiện ra vào, cũng như lưu lại hình ảnh để truy xuất nhanh nhất khi có trường hợp mắc COVID-19 vào địa bàn. Hệ thống camera giám sát này được lắp đặt từ giữa tháng 7, ngay sau khi các chốt kiểm soát của tỉnh được thành lập. Mỗi chốt được lắp đặt ít nhất 4 camera đơn lẻ, hình ảnh được lưu giữ trong 21 ngày. Việc này sẽ giúp cho lực lượng chức năng kiểm soát phương tiện ra vào tỉnh, cũng như ghi lại những hình ảnh của những phương tiện và người lái không chấp hành các quy định phòng chống dịch khi ra vào tỉnh Hải Dương. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát và hỗ trợ thông tin dịch bệnh cho người dân nhanh nhất, đồng thời giúp cho các cơ quan quản lý thực hiện hiệu quả hơn trong công tác truy vết, khoanh vùng và dập dịch nhanh nhất khi có trường hợp mắc COVID-19 ở địa phương. Thưa quý vị, một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại trục đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, khi một xe máy đi chiều cùng chiều song song với xe ben. Khi tới đường giao nhau, xe ben bất ngờ chuyển hướng đã gây tai nạn làm hai người bị thương. Theo clip ghi lại tại trục đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, xe ben mang biển kiểm soát 23C03219 có tín hiệu rẽ phải nhưng rẽ khá nhanh đã khiến cho hai người điều khiển xe máy quấn vào gầm xe ben rồi bị kéo lê một đoạn đường. Vụ tai nạn đã làm cho hai người điều khiển xe máy bị thương nặng, nguy kịch phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhận định về tình huống trên, nhiều tài xế cho rằng người điều khiển xe máy đã đi vào điểm mù của xe ben khiến tài xế không thể quan sát được. Trong khi đó, thì người lái xe máy cũng không quan sát thấy xe ben rẽ phải. Thưa quý vị, Sukhoi Su-17 là tên một loại máy bay tấn công cánh cụp cánh xòe của Liên Xô cũ, từng rất thành công với một thời gian dài phục vụ trong không quân Xô Viết trước đây và không quân Nga của sau này. Biến thể của dòng máy bay này là Su-22, sau đó được xuất khẩu rộng rãi tới các nước Đông Á, Châu Á, Trung Đông và trở thành xương sống của không quân nhiều quốc gia. Vậy nó được ra đời trong bối cảnh như thế nào và đạt được những thành tựu gì? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong tiểu mục Ngày này năm xưa của chúng tôi. Máy bay cường kích ném bom Su-17 do văn phòng thiết kế Sukhoi, hay còn gọi là công ty Sukhoi thuộc Liên Xô cũ phát triển từ những năm 1960. Bay thử nghiệm chuyến đầu tiên vào ngày 2 tháng 8 năm 1966. Sau đó, dòng máy bay này không chỉ phục vụ trong lực lượng không quân Liên Xô cũ, Su-17 được phát triển thành Su-20 và Su-22, những chiếc tiêm kích đánh chặn và ném bom cường kích cánh cụp cánh xòe để phục vụ xuất khẩu. Từ những nghiên cứu của Trung tâm Khí động học Xô Viết, công ty Sukhoi đã thiết kế ra chiếc Su-17 với hình dạng cánh cụp cánh xòe. Cánh của dòng máy bay này có thể xòe ra để nâng cao tốc độ ở độ cao thấp hay cụp lại để bay với tốc độ cao hơn. Giai đoạn 1979-1989, Liên Xô đã sử dụng từ 100 đến 150 chiếc Su-17 trong chiến tranh tại Afghanistan. Su-17 đã hoạt động liên tục trong điều kiện khắc nghiệt của vùng sa mạc với những sân bay nằm ở độ cao lớn, nhiệt độ cao, nhiều bụi cát. Mức độ sẵn sàng chiến đấu của chiếc chiến đấu cơ này vượt qua các máy bay cường kích và trực thăng vũ trang khác. Tính đến hết năm 2018, Liên Xô cũ và nước Nga kế thừa sau này đã sản xuất khoảng 2.200 chiếc Su-17, Su-20 và Su-22. Trong đó, Su-20 và Su-22 được xuất khẩu rộng rãi tới các nước Đông Âu, Châu Á và Trung Đông. Không quân Nga đã cho những chiếc Su-17 về hưu, nhưng còn khoảng 300 chiếc vẫn hoạt động trong biên chế và trở thành xương sống của không quân nhiều nước trên thế giới. Đến nay, những dòng máy bay Sukhoi thế hệ mới vẫn tiếp tục được sản xuất. Những công nghệ và kinh nghiệm trong quá trình phát triển sử dụng Su-17 và các dòng máy bay khác đã được đúc rút để tích hợp trên các máy bay chiến đấu tương lai. Chúng tôi dựa vào ưu nhược điểm của những mẫu máy bay Sukhoi trước đây, kết hợp với công nghệ máy tính hiện đại, tạo ra những mô hình kỹ thuật số, từ đó nghiên cứu và quyết định xem những chiếc máy bay đời mới sẽ được thiết kế như thế nào, cần cải tiến công nghệ ở những bộ phận nào. Chúng tôi tìm mọi cách để có thể tạo ra sự thoải mái với các công nghệ mang tính ứng dụng cao, dễ sử dụng nhất cho người ngồi trên máy bay, làm sao để một phi công với khả năng trung bình cũng có thể điều khiển chiếc máy bay Sukhoi hoàn thành tuyệt đối bất kỳ nhiệm vụ nào trong điều kiện chiến đấu bất lợi nhất.
Tại Việt Nam, từ năm 1979, Không quân nước ta bắt đầu nhận máy bay Su-22, biến thể cải tiến của Su-17, để dần thay thế cho các loại máy bay chiến đấu MiG-17, MiG-19 đã lạc hậu. Su-22 cũng là chiến đấu cơ phản lực đầu tiên của Không quân Việt Nam, bay tuần tiễu tại khu vực quần đảo Trường Sa. Bước sang năm 1989, lực lượng chiến đấu cơ bảo vệ Trường Sa tiếp tục được tăng cường. Từ đó tới nay, những chiếc Su-22 vẫn đảm nhiệm vai trò chính trong nhiệm vụ bay tuần tra bảo vệ Trường Sa. Dù hiện nay, các máy bay tiêm kích đa năng hiện đại bậc nhất thuộc dòng Su-30 đang dần được đưa vào thực hiện bay tuần tiễu, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Tuy nhiên, trong tương lai gần, các máy bay dòng Su-22 vẫn đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Tiểu mục Ngày này năm xưa vừa rồi đã kết thúc chương trình Chào ngày mới của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị có một ngày mới nhiều niềm vui. Đừng quên thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Thân ái chào tạm biệt.